Xin chào các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng ta có một AI video mới được tạo ra từ 4 người đã từng tạo ra Sora AI, là một trong những AI cực kỳ hot trên thị trường ở thời điểm quá khứ ha. Thì đến bây giờ chúng ta có thể sử dụng rất nhiều AI thay thế cho Sora AI. Đây là một AI được tạo ra và chất lượng hình ảnh, chất lượng video tạo ra cực kỳ tốt luôn nha anh chị. Chúng ta sẽ sử dụng thử hôm nay xem như thế nào nhé. Đây là website của AI này. Anh chị có thể vào trang web hotshot.co. Sau khi mà chúng ta vào trang web này thì chúng ta sẽ thấy một số demo như thế này. Chúng ta đây có thể chọn thử Bibo và nó sẽ hiện ra một số room như thế này. Anh chị có thể thấy là hình ảnh cực kỳ sống động ha. Chúng ta có thể nhìn thấy giống như là những hình ảnh người thật luôn. Một số dạng khác ví dụ như thế này. Chất lượng mình thấy cực kỳ tốt luôn nha anh chị. Ví dụ đây mình chọn thực phẩm thì chúng ta sẽ chọn thử như thế nào. Đây là các video tạo ra từ Hotshot này. Đây là một trong những AI mà đã được sáng lập ra bởi 4 nhà sáng lập đã từng tạo ra Sora AI ha. Sora AI là một trong những AI cực kỳ hot trong quá khứ nha anh chị. Bây giờ thì nó chỉ là một cái tên thôi. Tại vì đã quá lâu rồi, nó không có giới thiệu ra thị trường và chưa có cho ra mắt thị trường. Hiện tại chúng ta không có thể sử dụng được. Thì chúng ta có rất là nhiều thay thế giống như là Lumalas nè, Runway. Hiện tại thì bây giờ chúng ta có thêm một tên nữa là Hotshot. Đây là một số video tạo ra. Phần biểu cảm cơ thể của người thì các anh chị có thể thấy nè. Nó tạo ra, đây là một phần khá là khó ha. Và nó tạo ra một phần như thế này. Người phụ nữ đang lo lắng nè. Hoặc là chọn một người đang mỉm cười chẳng hạn. Đấy, Hotshot nó tạo ra cho chúng ta được rất là nhiều dạng video như thế này. Và nó rất thật nha anh chị. Để sử dụng thì hết sức đơn giản, anh chị chỉ cần nhấp vào phần Make Your Own ha. Sau đó chúng ta sẽ đăng nhập một tài khoản Gmail. Và đây là giao diện chúng ta có thể sử dụng để tạo ra những video này. Ở trong đây anh chị có thể thấy nè, mỗi ngày họ sẽ cho chúng ta tạo là 2 generation. Chúng ta sẽ thử xem tài khoản miễn phí thì chúng ta sẽ có gì nhé. Nhấp vào phần này chúng ta sẽ thấy là tài khoản miễn phí á, mỗi ngày sẽ được 2 generation. Trong một tháng thì chúng ta có thể tạo ra 60 generation ha. Và có thể sử dụng cho mục đích thương mại luôn nha. Ở đây có một điểm cộng rất là lớn cho Hotshot nè, đó là hiện tại phiên bản miễn phí á, ở một số công cụ AI á, thì họ sẽ không có cho sử dụng thương mại mà họ có watermark. Thì mình nghĩ á, ở đây nếu như Hotshot này cho sử dụng thương mại á, thì bản miễn phí của Hotshot này sẽ không có watermark luôn nha anh chị. Thì đây là một điểm cộng rất lớn và chúng ta có thể sử dụng nó. Trong bản Plus á, khi chúng ta nâng cấp thì chúng ta sẽ có 200 generation trong một tháng và tạo ra không giới hạn trong một ngày ha, cũng như là được ưu tiên vào hàng giờ và tạo được nhanh hơn, cũng như là cập nhật các tính năng mới chẳng hạn. Và đương nhiên thì nó cũng có được sử dụng thương mại rồi. Mình sẽ dùng thử tài khoản miễn phí này xem như thế nào nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ login vào và đây là khung room hả anh chị. Mình nhìn giao diện này khá là giống Lumalabs ha. Khi chúng ta tạo video thì chúng ta sẽ nhập phần room đây. Mình sẽ copy thử một room ở đây. Ví dụ mình sẽ copy thử một dạng room về một chiếc xe đang chạy trên đường chẳng hạn. Thì mình sẽ thử một room như thế này và mình đưa phần room đó vào đây. Anh chị có thể thấy ha, chúng ta sẽ chọn một room vào đây và chúng ta sẽ bấm vào Enhance Room ha, để mở rộng phần room này ra. Chúng ta cứ tích lên đây thì cái phần room đó chúng ta sẽ ổn hơn và tạo ra video sẽ chất lượng hơn ha. Hiện tại thì nó chưa tạo được video từ hình ảnh nha anh chị, mới có thể tạo ra video từ văn bản thôi. Và theo như giới thiệu thì nó cũng có thể tạo ra được video dài 10 giây, nhưng mà hiện tại thì mình chỉ mới thấy tạo được 5 giây thôi. Mình cũng chưa biết cách nào để mà tạo ra 10 giây. Có thể là một số phiên bản nâng cấp sắp tới thì họ sẽ mở rộng ra và cho phép chúng ta sử dụng, chúng ta có thể tạo được thời lượng 10 giây ha. Chúng ta đã có kết quả rồi nè anh chị. Thực sự kết quả là quá hoàn hảo luôn. Nó ngoài mong đợi của mình ở một AI mới. Đúng là từ 4 người sáng lập Sora AI thì kết quả ra rất là hoàn chỉnh nha anh chị. Nó vượt ngoài mong đợi của mình luôn. Đây là một kết quả cực kỳ tốt. Anh chị có thể xem thử nè, video này tạo ra một chiếc xe chạy thôi, nhưng mà các cảnh vật cũng như là các độ siêu thực của nó cực kỳ tốt luôn nha. Tuy ở đây thời gian chỉ là mới có tạo được video 5 giây thôi, nhưng mà có thể tạo ra được một cái video, những hình ảnh và cũng như là những phần bóng của các đồ vật nè, nó rất là phù hợp ha. Ví dụ như khi chiếc xe chạy qua thì những tán lá cây nè nó sẽ che phủ lên chiếc xe ha, có những tán cây này đổ xuống nhìn rất là hợp lý nha anh chị. Chúng ta có thể sử dụng nó rất là dễ dàng. Và anh chị có thấy là một đặc tính rất là nổi bật trong Hotshot phiên bản miễn phí nè là nó không hề có watermark. Chúng ta có thể sử dụng nó và ngay cả trong Hotshot họ vẫn cho phép
tài khoản miễn phí sử dụng bảng miễn phí này thương mại. Mỗi ngày chúng ta được tạo được 2 video thôi thì anh chị có thể sử dụng nhiều tài khoản để chúng ta được tạo được video ha. Kết quả thực sự là quá mong đợi, vượt ngoài mong đợi ha. Chúng ta sẽ thử một vài dạng video nữa thử xem. Bây giờ mình sẽ tạo thử hình của một con cú đi, ở trong tuyết chẳng hạn. Thì mình sẽ viết một cái room như thế này. Mình sẽ pass room vào đây. Đối với những AI á, mà sử dụng room làm chuẩn như thế này á, thì kỹ thuật viết room á, nó rất là quan trọng. Kỹ thuật viết room á, nó quyết định ra kết quả đầu ra của video đó như thế nào nha. Vì khi chúng ta viết room chuẩn, viết room tốt á, thì video đầu ra nó sẽ tạo ra cho chúng ta cực kỳ là chất lượng và cực kỳ hiệu quả. Anh chị nếu mà muốn học cách tư duy viết room cho các AI tạo video tốt nhất trên thị trường hiện tại á, ví dụ như Runway, Clean AI, Lumise AI hoặc là bây giờ thì có Hotshot á, thì anh chị có thể đăng ký khóa e-learning của mình ở dưới ha. Bởi vì mỗi AI video á, thì chúng ta sẽ có cách viết room riêng, cách tư duy viết room riêng, chứ không thể sử dụng một room cho toàn bộ AI được. Thì đó là một cái cách chúng ta sẽ sử dụng ha. Trong khóa dưới thì mình sẽ hướng dẫn anh chị rất là chi tiết từ A tới Z, từ cách viết room như thế nào cho từng AI để chúng ta có thể sử dụng được ha. Và đây là một video mà đã tạo ra được cho một con cú ở trong tuyết nha anh chị. Anh chị có thể thấy nè, ví dụ như đây nó sử dụng cái kỹ thuật camera để có thể zoom in vào con cú nè. Chúng ta có thể nhìn thấy ha, camera di chuyển cực kỳ mượt mà luôn. Đây là hình ảnh chú cú tạo ra, hình ảnh tạo ra siêu thực ha, chúng ta có thể nhìn thấy rất là tốt. Tuy nhiên ở đây nó cũng có một số lỗi, ví dụ như phần chân của chú cú nè, nó tạo ra thì nó hơi bị lỗi ha. Mình sẽ thử lại một số dạng video khác thử xem. Mình sẽ sang một tài khoản khác, anh chị sẽ log out tài khoản này ra. Ok anh chị, chúng ta sẽ log in một tài khoản khác và chúng ta sẽ tạo thử một dạng video khác. Ví dụ bây giờ mình sẽ tạo một video cho một người phụ nữ thì mình sẽ tạo như thế nào? Mình sẽ copy phần room vào đây và mình sẽ tạo thử ha. Sau khi tạo một room cho người phụ nữ này xong á, thì mình sẽ tạo thử video cho một nhóm người. Bởi vì khi mà tạo video cho một nhóm người á, thì kết quả nó ra nó có thể nó sẽ bị lỗi khá là nhiều. Bởi vì khi mà trong một video á, có nhiều nhân vật xuất hiện á, thì AI nó sẽ càng có khả năng là tạo ra nhiều lỗi hơn. Chúng ta sẽ chờ thử ha. Và đây là kết quả. Anh chị có thể thấy kết quả chúng ta tạo ra được chưa? Một người phụ nữ ngồi ở một cái subway ha, một cái trạm của tàu điện ngầm. Thực sự chất lượng video trong Hotshot này anh chị quá là tốt, không có gì để bàn cãi luôn. Chúng ta có thể sử dụng nè, từ những đường nét, ví dụ như chi tiết ở trên cơ thể ha, hoặc là những chi tiết của phần tóc này nè, là những chi tiết khá là khó tạo à. Nó tạo ra cho chúng ta cực kỳ chi tiết luôn anh chị, nhìn rất là thực tế luôn. Ok ha, mình sẽ thử một room nữa dành cho một nhóm người chẳng hạn. Mình sẽ copy phần room và mình sẽ dán nó vào đây. Tạo video mà từ một nhóm người luôn luôn là điểm yếu của tất cả các AI video hiện tại ha. Đây nè, nó đã xuất hiện ra nhiều người. Đây luôn luôn là điểm yếu của tất cả AI hiện tại. Bởi vì khi mà chúng ta tạo như vậy, có từng nhân vật trong đây nhiều chi tiết nó sẽ khó tạo và tỷ lệ lỗi rất là nhiều. Ví dụ anh chị có thể thấy trong video nè, chúng ta có thể nhìn thấy trên mặt cái màn hình show ra thì nhìn nó cũng khá là hợp lý phải không? Nhưng mà anh chị có thể thấy được một số nhân vật nè, chỉ có một số người thì nhìn mới hợp lý thôi, còn một số nhân vật khác có thể là bị lỗi khá là nhiều ha. Có thể là lỗi ở ngũ quan hoặc là lỗi ở tứ chi chẳng hạn. Thì anh chị có thể thấy ha, đây nó ra một số hiện tượng gọi là ảo giác AI nữa đây. Ví dụ như cánh tay này xuất hiện ha, anh chị thấy phần tay chỗ này ha xuất hiện nha. Đây chúng ta biết được đó là khi mà tạo ra một video mà có nhiều người như thế này xuất hiện, nó không những là điểm yếu của Hotshot đâu mà nó là điểm yếu chung của các AI khác luôn. Bây giờ chúng ta sẽ thử một dạng khác, ví dụ như dạng nội thất chẳng hạn. Mình sẽ thử một cái room khác dạng nội thất. Mình sẽ copy cái dạng nội thất vào đây, ở trong một cái phòng khách chẳng hạn. Mình sẽ copy vào đây. Dạng nội thất này thì Runway làm rất tốt nha anh chị. Đấy, chúng ta đã có kết quả rồi. Video này di chuyển cực kỳ mượt mà luôn ha. Mình ngỡ đâu là trong Runway Gen 3 thì mới tạo ra được những video di chuyển mượt mà như thế này. Khá là đẹp ha anh chị, nhìn từ phòng khách nhìn ra. Đấy, nhưng mà nó có một phần hơi không hợp lý lắm là nhìn sofa này có vẻ hơi dài đúng không? Nhìn nó có vẻ hơi chưa hợp lý lắm, nhưng mà vẫn có thể chấp nhận được. Đấy, nó tạo ra một
khung cảnh từ sofa nhìn ra ha, nhìn rất là đẹp. Nhìn ra ngoài một cái bãi tuyết ha, một khung trời đầy tuyết ngoài kia ha. Không có watermark luôn nha anh chị, chúng ta có thể sử dụng bản miễn phí này cho mục đích thương mại luôn, bởi vì Hotshot vẫn cho phép chúng ta từ trong tài khoản Vi chúng ta sử dụng thương mại luôn. Ok ha, chúng ta sẽ thử lại một dạng khác như thế nào. Ví dụ như bây giờ mình sẽ thử một room cuối cùng là mình sẽ pass vào đây một group về động vật. Chẳng hạn như ở đây là một group về con cá heo đi. Hồi nãy thì mình tạo hình người á, thì bị lỗi đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ tạo thử một group của con cá heo đang bơi lội, thử xem kết quả như thế nào ha. Nó có bị lỗi giống như là tạo video trong hình người hay không? Ok anh chị, chúng ta đã có video về một group cá heo đang bơi lội như thế này. Thì đúng là điểm yếu của các AI video hiện tại á, tạo ra một group động vật ở trong một cái khung hình á, tỷ lệ lỗi rất là nhiều nha. Ví dụ như anh chị ở đây có thể thấy là con cá heo này á, thì nhìn có vẻ không có lỗi gì, nhưng mà ánh mắt hoặc là cử chỉ của mắt á, nhìn có vẻ nó không hợp lý lắm ha, nhìn nó không có tự nhiên. Thứ hai á, là ở đây nó xảy ra một cái hiện tượng gọi là ảo giác AI nè. Đây, ở đây có một cái con vật gì đó nó đi xuống dưới đây và nó biến mất, thì đây là hiện tượng ảo giác AI ha, nó tạo ra cho đến đây. Thì đó là một cái AI hiện tại á, thì chúng ta sử dụng thì thường là chúng ta sẽ sử dụng nó trong việc mà tạo ra những hình ảnh, những nhân vật đơn lẻ hoặc là những nhân vật, ít nhân vật ở trong một khung hình thôi. Còn nếu mà chúng ta tạo ra trong cùng một group nhân vật như thế này á, thì dù là động vật hay là dù là người á, thì tỷ lệ lỗi nó cũng rất là nhiều nha. Ok anh chị, đó là chia sẻ của mình về Hotshot AI này ha. Anh chị có thể vào trong trang web hotshot.co này để chúng ta thử nghiệm nhé. Một trong những AI mà được tạo ra từ 4 nhà sáng lập của Tora AI. Anh chị có thể trang vào trang web này để chúng ta thử nghiệm như thế nào nhé. Và mình cũng có một khóa e-learning From Zero to Hero để anh chị có thể sử dụng nó và các công việc của mình. Từ chưa biết gì về AI, anh chị có thể sử dụng nó. Thậm chí là anh chị có thể chưa biết gì về tiếng Anh, chúng ta cũng có thể sử dụng những AI đó, rất là phù hợp với thực tế ha, áp dụng cho từng công việc, các lĩnh vực trong các ngành nghề khác nhau ha. Anh chị có thể tham khảo khóa e-learning đó nằm ở phần comment nhé. Anh chị có thể đăng ký và ok, bye bye, chúng ta sẽ gặp lại trong các video lần sau.